Hello, chào mọi người. Wow, sáng nay thì kỹ sư Hẻm đã quyết định là đi sắm một cái bộ đồ chơi ăn chơi để em có thể giúp cho Suzu tập luyện cái môn đua xe tốt hơn. Vậy thì cái món đồ chơi gì mà có thể giúp Suzu tập luyện đua xe tốt hơn được thì hãy đi theo mình. Thì hôm nay là mình đã tới HT Camera, là một cái nơi mình chuyên mua những cái thiết bị GoPro từ đầu tới đuôi, quay phim, voi hay là các thiết bị gimbal, tất cả đều mình mua HT Camera. Và hôm nay cái mà thiết bị để có thể hỗ trợ đua xe nó không phải là camera nữa nha, mà nó là một thiết bị về nghe liên lạc đó. Thì khi mà mọi người tới cái địa chỉ 176 Trần Hưng Đạo thì coi chừng mọi người sẽ đi lộn qua HT ở ngay 176B kia, thì bên kia là cái địa chỉ để bán xe đạp của HT. Hồi nãy mình đã vô lộn rồi đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vào. Rồi thì ở địa chỉ 176 Trần Hưng Đạo này thì mình đã đặt trước và thanh toán trước một bộ cạc đô mẫu mới nhất mà bản hai máy trong một hộp, và đi kèm với đó là một cái tai nghe. Rồi giờ mình sẽ đi vào để mình khám phá, mình đọc học ha. Hello em. Rồi đây, rốt cuộc thì sau bao ngày chờ đợi thì lô hàng mới nhất đã về. Đây là cái mẫu mới nhất, mẫu cạc đô Patrol Bone, và mẫu đùa có nghĩa là hai cái máy để xài. Thì đây là một cái tai nghe mà mình mua kèm, mua rồi. Thì đầu tiên để mình sẽ đập hộp trước cái tai nghe đây ha. Tai nghe này của JBL và nó sản xuất dành riêng để mà sử dụng cho cái hệ cạc đô này. Thì cái tai nghe này nó không có pin, không có gì cả, và nó sử dụng toàn bộ nguồn và pin từ cái tai nghe cạc đô mà nó gắn qua. Nó có thể tăng giảm lên xuống, nó xoay các tư thế qua lại để phù hợp với cái tai của mình. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra luôn. Đó. Rồi. À đó, mình không biết khui đây đó. Thì hai cái này là sau khi mà mình xài là mình sẽ gắn vào trên đây nè. Đó, để mình coi. Rồi là coi như là khi là mình huấn luyện cho Su là mình chỉ việc đeo cái này vào đó. Mình chỉ việc đeo cái này vào, còn cái này sẽ là gắn vào nón bảo hiểm của Su. Ô, cái cảm giác mà mình đeo vào đây thì mình thấy gần như là không có nghe được âm thanh ở bên ngoài luôn á, nó rất là êm, nó rất là kín. À, rồi mình tiếp theo mình sẽ khám phá thử trong cái hộp bên này nó sẽ có cái gì nha. Mình đặt cũng cả một tuần hơn 10 ngày rồi nhưng mà tạm thời đang hết hàng. Thì đầu tiên là trong hộp là sẽ là hai cái quyển sách hướng dẫn sử dụng, một cái bộ tem cạc đô để có thể dán lên trên xe, show cho người ta biết mình cũng chơi đồ công nghệ ha, và hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng, hướng dẫn an toàn, rồi cách lắp ráp. Và phía bên trong đây sẽ là hai hộp thì như nhau, và nó sẽ là cái phần để đây chưa bóc tem luôn nha. Bây giờ mình sẽ bóc tem đó. Đó rồi, thì trong hai cái hộp này đầu tiên thì mình sẽ khui cái bao này ra ha. Đầu tiên thì nó sẽ có cái miếng dán để dán lên nón, hai cái này là hai cái để mà dán vô trong nón bảo hiểm, kiểu như là miếng dán hai mặt âm dương á, nó dán vô để mà nó dính cái tai nghe lên. Rồi ngoài ra thì cái miếng nó còn có cái loại mà miếng mà dán hình vuông này nữa, nó có hai loại, một loại hai mặt, một loại một mặt. Cái này là cồn để mà mình vệ sinh cái chỗ mình dán trước đó. Rồi kế tiếp là cái bộ tai nghe mình sẽ gắn trong nón bảo hiểm. Lát nữa khi về nhà mình sẽ lấy cái nón bảo hiểm mà mình test, rồi mình quay trực tiếp thêm cho các bạn về cái khúc đó nha. Rồi, coi lọc cái này ra hơi lâu. Rồi, đây là bộ tai nghe. Đó, các bạn có thể chú ý ha. Một mặt của nó là nó có cái miếng dán. Đó, để nó ịn dán vào trong mút nón. Hoặc nếu trong nón mà không có mút thì bạn sẽ dán thêm cái này vào. Nó sẽ tùy vào cái nhu cầu của mình. Rồi, đây là một cái dạng đế kẹp. Thay vì mình sẽ dán trực tiếp lên trên cái nón thì cái này là để làm gì ta? À, cái này để mục đích nếu mình dán lên nón. Nó mình dán lên thì anh tháo được cái ngàm kẹp này ra. Rồi có nghĩa là mình sẽ không xài cái này thì mình xài trực tiếp cái này. Rồi một là mình có thể là sử dụng cái ngàm kẹp để mình kẹp lên cái nó, thì cái ngàm kẹp này nó sẽ không có chắc bằng, thì có dễ bị tuột nếu mà chẳng hạn như mình giật tác động hay gì đó. Còn nếu mà cái loại dán chết này thì nó sẽ giữ chắc cái máy hơn. Thì tùy vào mình sử dụng, chẳng hạn như mình hay sử dụng ở nhiều cái nón thì mình sẽ sử dụng cái này để mình có thể dễ dàng mình tháo lắp hơn. Còn ví dụ mình chỉ xài duy nhất cái nón thì mình xài cái này. Rồi đó, cái này thì nó sẽ đi kèm với lại cái dắt cắm kết nối cái mic, tai nghe nằm đây. Đó,
À, rồi nó sẽ kết nối vào đây thì mic, đây microphone, mic cứng. À, đấy, một cái mic cứng và sẽ đi kèm cái mic mềm, là một bộ phận là không thể thiếu của nó, là đi, đi kèm hai cái mic luôn. Là tùy vào, chẳng hạn có người mà xài cái nón hở mặt thì sẽ xài cái mic cứng này. Còn nếu mà ai mà không mà nón full face thì xài mic mềm này để mình dán cái miếng mút trước mặt. Rồi, một sợi dây USB để mà sạc điện cho nó. Rồi, đó. Thì một bộ là như thế, một lát nữa mình sẽ lắp ráp lên trên cái nón mới của mình. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tham quan bên cửa hàng xe đạp. Rồi, sau khi mình đã bấm gói bỏ bao, mình sẽ cho các bạn tham quan thêm bên cửa hàng xe đạp điện nữa nha. Mình hiện giờ mình khá hứng thú với lại những cái mẫu xe đạp hiện giờ, tại vì giờ xăng lên giá quá. Sẵn mình review luôn cái cửa hàng xe đạp điện của HT luôn. Rồi. Ok anh, em sẵn em mua cái mẫu tai nghe bên kia thì sẵn em qua đây em xem xe bên đây luôn để review luôn cho anh em biết. Wow, cái mẫu này hơi bị vui nè. Mẫu này ba bánh nè. Để đóng cái cửa lại cho nó đỡ ồn, mình có thể thu voi được tốt hơn trong đây máy lạnh ha. Ồ, mà khi mà xếp lại là nó sẽ như vậy đúng không anh? À, đây nè. Ồ, có nghĩa là khi mà chúng ta không xài nữa, chúng ta xếp lại á thì cái mẫu nó sẽ rất là gọn, nó cỡ một cái vali đánh gôn nè. Đó, một cái vali đánh gôn, mà đây là một cái từ mà mọi người đang rất là hot mấy ngày nay là nghề đánh gôn khởi nghiệp, thì chúng ta thay vì khởi nghiệp bằng đánh gôn, chúng ta có thể khởi nghiệp bằng một chiếc xe đạp xếp như thế này. Biết đâu có thể là cô gái còn dễ hơn đi đánh gôn luôn á. Đó, tuyệt vời. Xe này mình thấy làm rất là hay. Có thể xếp gọn lại, đi được hai người và xài pin. Động cơ điện. Wow, còn con này cũng dễ cưng nè. Mình thấy là có thể là những chiếc xe này mà các bạn nào mà muốn thay vì tặng những con G63 thì nó hơi lố quá thì các bạn hãy tặng những chiếc xe như thế này. Là người yêu đã đổ rồi chứ cần gì nữa. Này quá đẹp. Ồ, con này là cũng có trợ lực điện luôn nè. Ồ, theo mình thấy thì bảo đảm là phần pin nó sẽ được lắp trong đây. Phần pin được lắp trong đây, có ổ khóa. À, có bàn đạp luôn, là chiếc này là vừa đạp mà vừa này đạp trợ lực, vừa có điện luôn. Motor điện thì đây, nằm đây. Wow, những mẫu bên đây hơi bị đẹp. Đấy, còn mẫu bên này ba màu nó y, nó khác nhau cái màu thôi đúng không anh? Hai dòng xe khác nhau. À, cái hai con này là hai con này giống nhau. Không, hai con. À, hai con này giống nhau, dòng một dòng. Ồ, phần này khác dòng nè. Này nhìn có vẻ khúc pin của nó có vẻ bự hơn, này chắc được đi xa hơn hả anh? Dạ, con đó thì mình đi đường điện, nhưng mà dòng bên đây thì không đi đường điện. À, dòng đi đây thì bắt buộc phải có đạp thì nó mới kích ra. Đạp với đạp trợ lực thôi. À, rồi. Con kia có nghĩa là mình muốn đạp cũng được, mà muốn chạy điện thẳng cũng được. Ồ, đó là sự khác biệt giữa hai thằng. Nha. Đây cũng là một mẫu xe đạp xếp gấp nè. Nó có cái chỗ cái khớp nối bản lề ở đây thì nó sẽ gấp ngang lại. Dĩ nhiên nó không thể nào gọn bằng con kia, nhưng mà việc xếp gấp lại thì vẫn có thể bỏ lên được cốp xe ô tô bình thường, cốp xe ngày nay. Và pin thì được đặt nằm dưới yên sau. Rồi, cũng con này thì vẫn là có điện chạy bình thường luôn đúng không anh? À, chạy 3 chế độ luôn. Ồ, chạy theo 40 là hơi bị nhanh á. Mấy con xe điện này mà chạy 40 là hơi bị phê đó. Quá tuyệt vời. Wow. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái phụ kiện mà dành cho các bạn yêu xe đạp độ điện, giống như là những cái cùm ga điện nè. Rồi gương kiến mà kiểu gọn nhẹ bắt vào. Đó. Rồi đây là những cái cổng sạc rắc, kết nối cổng sạc có những cái chuông. Chuông. Rồi những cái này có thể là những cái bộ bắt gắt chân ha anh? Cổ. À, bắt cổ. À, nghĩa là cầm thêm nói thêm cái cổ lên. À, đĩa thắng yên các thứ. Rồi bạn nào mà muốn mua những cái dòng xe điện như thế này của bên HT Elbay thì các bạn cứ tới số 176B. Rồi Trần Hưng Đạo thì cách đó hai căn là cái nơi mà mình vừa mới rồi mình mới mua bộ Cardo Topbon một cặp cho Suzu. Rồi hy vọng là mọi người có yêu thích mẫu nào thì mọi người có thể trực tiếp tới để mà tham quan nha. Anh tiếp viên ảnh rất là dễ thương, tư vấn rất là nhiệt tình. Rồi, chào mọi người. Về để mình gắn cái bộ này lên nó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình ráp cái bộ tai nghe Cardo mà mới sắm đây vào trên cái nón này. Đây, mình xin giới thiệu sơ luôn. Đây là cái nón của hãng X-Line. X-Line là một cái hãng mà hiện giờ MotoGP, những cái dòng MotoGP người ta đang đội rất là nhiều.
giá thành nó rất là hợp lý, mà cái quan trọng nhất của nó là full carbon fiber. Đây các bạn có thể thấy ha, đây là một cái nón kết hợp carbon fiber mà nó chuyển từ màu đen chuyển sang màu xanh xanh lam, rồi bắt đầu xanh dương lọt, và cuối cùng là màu tím. Bên lên cái nón này tùy vào góc độ mà bạn nhìn, mà bạn sẽ thấy một màu khác nhau. Nhìn vào phía trước và bên hông thì có vẻ thấy nó hơi tím tím xanh xanh đó. Đây nó có ghi rõ là ultra carbon. Rồi cái kiến của nó thì hiện giờ mình đang tháo cái kiến để mình gắn cái nón của mình xu vô sân đua, tại vì cái nón kia của nó trầy quá rồi. Mà cái nón này nón mới chưa bao giờ xài, thì mình sẽ lấy cái nón này để mà mình gắn luôn cái thử cái bộ tai nghe lên. Thì đầu tiên là mình soạn ra ha, thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ thiết kế, mình sẽ lắp cái phần cái cục cạc đô này lên trước. Thì cục cạc đô này nó có hai cách. Một cách xài á, là nó xài cái bát kẹp ngàm này, giống như là mình nhét vô trong cái kẽ nón này nè. Đó, mình nhét sâu lên. Rồi, đó là nó sẽ kẹp rất là chặt bên trong. Hai là mình có thể xài cái miếng dán, thì mình quyết định là trên nón này mình sẽ xài cái miếng dán. Rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu lựa chọn cái vị trí dán. Thì theo như mình thấy thì nếu mà mình lựa chọn cái vị trí thì mình sẽ lựa chọn cái vị trí cỡ tầm này là phù hợp. Mình chọn nó vị trí nó hơi phía đằng sau một tí xíu. Đó, tại vì nếu mà khúc này thường nó hay bị chấn động nhiều, đập nhiều rồi sợ nó vừa trầy mà vừa hơi cũng ổn, nên mình sẽ hơi núp núp nó đằng sau một tí. Đó, mình sẽ quyết định là mình núp nó như thế đằng sau. Nó cũng đỡ cản gió được miếng. Rồi. Và nó sẽ cho mình đi theo kèm là cái miếng cồn để chùi cho nó sạch. Mình sẽ bắt đầu mình chùi luôn cho mấy bạn xem. Là cái miếng cồn thôi chứ không có gì hết. Thường ở ngoài nó cũng có bán mà. Chùi sạch sẽ để mà dán cho thôi, không có gì cả. Rồi, đợi tí xíu cho nó khô. Có thể sử dụng cái áo của mình thì cũng được. Áo của mình cũng mới giặt mà. Đó, lau sơ qua lại cho nó nhanh khô. Rồi, thế là mình lột tem ra. Rồi mình canh thật là chuẩn để mình chuẩn bị dán lên nha. Mình nghĩ là mình sẽ ở ngay vị trí này luôn. Rồi. Máy đã vào vị trí thì mình tạm thời mình tháo cái máy ra để mình ấn cho nó chặt hơn. Là vì để có cái sợ, mình sợ là để có cái này nó sẽ ngắn, nó không chặt. Rồi. Rồi, tuyệt vời. Đó, nó đã bắt giữ thật là hợp lý phía đằng sau này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục mà mình công đoạn mình đi dây cho nó. Thì mình muốn đi dây được cho nó thì mình nhất định là phải tháo cái miếng mút này ra. Rồi. Máy này mình sẽ tua nhanh cho mấy bạn. Mất khoảng 10 phút để mà vật lộn để mà gắn nó vào. Thật ra nó không khó gắn, mà cái làm sao khó đó chính là làm sao để giấu dây được cho nó gọn. Đó, sau khi mình gắn thì dây nó rất là gọn đó ha. Từ đây ra đây. Nó đi sâu và nó nhét hết tất cả những dây dư thừa nó vào. Ở ngoài nhìn vô thì chỉ có thể thấy được những cái như là tai nghe loa ở đây thôi. Đó. Rồi và microphone nó nằm trên đây. Còn lại là không thể thấy gì khác cả. Rồi là coi như mình đã ráp hoàn thiện lại hết luôn. Rồi, ngầu.
lên xe bật anten lên đó, và đã kết nối với cái này đó. Thì khi mà mình ở trong đây mình huấn luyện thì mình chỉ đơn giản là mình chỉ đeo headphone vào thôi, rồi đeo headphone vào thôi là ok đó. Mình chỉnh độ tai nghe cao thấp rồi, và thế là mình có thể trò chuyện trực tiếp, nói chuyện với người mà mình huấn luyện đó. Chẳng hạn mai mốt có thể huấn luyện học viên, học su hay là ai đó mà có thể xài, chỉ cần vô cái nón này là coi như là mình có thể huấn luyện được rồi. Đấy là cái công cụ, giới thiệu cho các bạn cái công cụ để mà hỗ trợ cho tay đua mới nhất hiện nay, cạc đô đi kết hợp kèm với lại tai nghe JBL. Rồi ok, chào mọi người, hẹn mọi người ở lại phần sau.